Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ quay trở lại với chuyên mục xe sang cũ. Trước mặt chúng ta là một chiếc Mercedes-Benz GL500 đời 2014 các bạn nhé. Chiếc SUV cỡ lớn của Mercedes-Benz, hiện tại thì nó đã được chuyển qua GLS. Tuy nhiên đây là đời GL. GL thì mình trông nó vẫn cứng cáp, mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn so với GLS. Nó trông có vẻ nam tính, nhiều người thì vẫn thích cái dòng GL này hơn so với GLS. GLS mới thì cũng đã ra mắt tại thị trường Việt Nam, phiên bản 450 Formatic, trang bị gói AMG Pickup, có giá bán là hơn 5 tỷ tại thị trường Việt Nam. Còn GL này thì ngày trước nó cũng có giá bán, thời mà chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó có giá bán đâu đấy khoảng 5 tỷ 6, 5 tỷ 7, gần 6 tỷ đó. Sau đó đến đời GL500 sau khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như GLS500 thì giá bán của nó lên đến gần 8 tỷ, đâu đó khoảng 7 tỷ 8. Chiếc này thì có biển số khá là đẹp, biển số tứ quý 5 các bạn nhé, thêm số 5 và 51F nữa là thành ngũ 5 rồi. GL500 thì nó khá là gần với GL63 AMG với cái bộ mâm này. Chiếc này cũng được trang bị bộ mâm AMG các bạn nhé. Chỉ cần là lắp thêm cái logo AMG GL, GL63 AMG ở cái cột A này thì nhiều người rất là có thể sẽ nhầm lẫn. Đây là một chiếc GL63 AMG. Đó, bộ mâm của AMG có cái logo của AMG. Đĩa phanh cũng có đục lỗ thông hơi. Mâm này là mâm 21 inch. Lốp 295/40 ở phía trước, ở lốp phía sau chắc chắn là phải hơn 300 rồi. Nhìn nó rất là to. Lốp sau chính xác là cũng 295/40. Chiếc này thì lốp trước lại bằng lốp sau, kích thước 21 inch và 295/40. Thông thường thì những chiếc xe như thế này thì sẽ được làm lốp trước nhỏ hơn lốp sau. Cái bề mặt nó nhỏ hơn lốp sau, ví dụ như chiếc VinFast Lux có tiết diện bề mặt của lốp trước nhỏ hơn lốp sau khoảng 20 gì đó. 20, 30 gì đó. Đây là mẫu SUV cỡ lớn nhất của Mercedes-Benz. Thế nên nó có chiều dài khá là dài, hơn 5m. Nó được xem như dòng S của SUV. Tuy nhiên cái đời này thì chưa được đổi tên thành GLS. GLS nhằm ám chỉ là dòng S của dòng GL đó các bạn. GLA, GLB, GLC, GLS. Đó, chiếc này thì có màu khá là lạ mắt, cũng đèn hậu khá to luôn. Biển số thì quá chất rồi, tứ quý 5, có cánh lướt gió phía trên đây. Cánh lướt gió tại đây. Ống xả là ống giả, không phải là ống xả kép của GL63 AMG, tuy nhiên cản sau nó cũng được làm khá giống với phiên bản hiệu suất cao. Có bậc lên xuống gắn cố định hai bên này. Đó, nắp capo này, động cơ cũng được làm đục lỗ thông hơi các bạn nhé. Đó, cũng được làm rất là xịn sò luôn. Cản trước cũng có phong cách của AMG ấy. Những cái lưới nhìn rất là hầm hố, nam kép chính giữa. Nói chung là mình khá thích cái dòng đời GL này. Nhìn nó vẫn cứng cáp, khỏe khoắn và nhìn nó rất là nam tính, mạnh mẽ. GLS thì trông nó mềm mại hơn một chút, đặc biệt là cái phần lưới tản nhiệt. Không thích cái kiểu lưới tản nhiệt đục lỗ ở hai cái thanh nan đằng trước đâu. Nhìn nó mất đi cái vẻ cứng cáp mạnh mẽ đi. Đây là hai cái giải đèn LED sinh nhan đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong nhé. Trước tiên là khoang sau rồi. Wow, ba vị trí ngồi rộng rãi. Tuy nhiên trước tiên thì đó, đây là cái nút gập đó, gập để các bạn vào hàng ghế thứ hai, nút gập điện luôn. Hàng ghế thứ ba, đây là hàng ghế thứ ba này, có hai cái nút ở đây. Đây là xuống này, còn đây là nâng lên này, nâng cái hàng ghế thứ ba lên này. Đó, rất hiện đại nha. Giờ là mình sẽ nâng tiếp cái hàng ghế kia lên. Đó, hai vị trí ngồi ở hàng ghế thứ ba đã được mở lên. Đây là khoảng dưới chân, cũng khá là thoải mái. Cái hàng ghế cuối cùng kia kìa, nó được làm ngửa ra các bạn nhé, ngửa ra để các bạn có thể ngồi thoải mái hơn.
phần ghế ngồi rất là to luôn. Các bạn chắc chắn là sẽ ngồi một cách thoải mái. Dù kích thước là bao nhiêu, chiếc này thì trần rất là cao, các bạn không phải lo là chạm trần đâu. Đó, bây giờ mình sẽ ngửa cái hàng ghế này lên. Các bạn muốn vào dễ dàng cái hàng ghế thứ ba hơn thì các bạn có thể giật cái này lên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ghế phụ nó tự động đẩy lên nhé, ghế phụ bên lái đó. Các bạn sẽ có một không gian rộng rãi để bước vào bên trong trải nghiệm thử cái không gian hàng ghế thứ ba. Đây là không gian hàng ghế thứ ba này, nó họ sang bên ghế này ngồi. Đó, đầu gối không bị chạm hàng ghế trước, dù hàng ghế trước đã ngả hết cỡ các bạn nhé, mình vẫn có thể để chân thoải mái này, ngả lưng thoải mái. Mình đang đeo cái ba lô này, đọc ba lô ra rồi. Ui, rất là rộng luôn, ngả cái lưng ra đằng sau một cái là ngồi thoải mái luôn, không phải lo việc chạm đầu gối hay là không gian duỗi chân không thoải mái. Nó GL một chiếc xe sang của Mac. Đây, chúng ta sẽ đến với không gian hàng ghế thứ hai trên chiếc GL500. Đó, trước tiên thì quan sát cái bộ da này, da vẫn khá là đẹp luôn. Đó, sau 6-7 năm sử dụng thì da nó vẫn rất đẹp. Đây, các bạn có thể quan sát kỹ này, những cái đường chỉ may vẫn rất là tinh tế luôn. Mình sẽ vào bên trong cho các bạn xem không gian nhé. Ở đây có cái cửa gió điều hòa này, nhìn cái nấc núm xoay trông rất là thô sơ luôn nhé. Đó, có những cái tăng giảm điều hòa này, nhiệt độ ở đây này, đó, tăng giảm nhiệt độ xoay ở đây này, sấy ghế này, thông hơi thì phải, không phải là sấy ghế. Đây, mình đã có bên trong cái hàng ghế thứ hai, ôi, cực kỳ rộng luôn các bạn, đúng là một dòng S trong phân khúc SUV, 7 chỗ ngồi. Không gian rất là rộng luôn, 3 vị trí ngồi, có bệ tì tay và hai khay để cốc. Đó, tại đây thì có, wow, loa là loa của Bang & Olufsen nhé các bạn nhé. Có gỗ ốp dạng sần. Đây, loa Bang & Olufsen, rất chất luôn, hay gọi nôm na là B&O đó các bạn. Có màn hình giải trí cho những ông chủ ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cửa sổ trời thì là ba khoang cửa sổ trời, cũng giống như X7. Chút về cái không gian hàng ghế khoang cabin này, đây là không gian khoang cabin này, nhìn rất là nam tính mạnh mẽ luôn. Vô lăng thì rất là quen thuộc trên dòng GL, 4 chấu ốp gỗ bọc da. Đây là phiên bản GL500 nên nó được trang bị cũng khá là đầy đủ. Gỗ ốp cao cấp, màn hình giải trí dạng trung tâm, cái này có lẽ kích thước khoảng 7 inch, hai cửa gió điều hòa hai bên, những cái phím bấm. Đời này thì chưa nâng cấp lên cảm biến, thế nên cảm ứng, thế nên những cái phím bấm được chế tác trông khá là tinh tế, đơn giản mà đẹp mắt. Đó, hàng ghế phụ thì được chỉnh điện đa hướng, gắn ở trên ghế và nhớ 3 vị trí. Chiếc này thì đã lăn bánh được khoảng hơn 37.000 km, đang được chào bán với giá hơn 3 tỷ. Để mình lên hàng ghế trên là mình để nổ thử xem động cơ nó nghe lúc nổ nó như thế nào các bạn nhé. Chìa khóa đây rồi. Một chiếc GL500 37.211 mai, xin lỗi các bạn, 37.211 mai chứ không phải là km. Thì chiếc này nhân với 1,7, các bạn có thể nhân với 1,7 lên nó được đã lăn bánh được bao nhiêu. Mình sẽ để nổ thử này. Có start stop energy đây nha. Khá đẹp.
Đó, các bạn thì nghe tiếng thì xe sạc mà không không có những âm thanh gọi là chất lượng được. Màn hình này đó khá là sắc nét, điều chỉnh có lẽ điều chỉnh ở đây. Chính xác, điều chỉnh ở đây. Cái núm xoay ở đây này, nó không phải là màn hình cảm ứng thì phải. Chính xác, không phải là cảm ứng. Những cái thông số cơ bản. Họ cài đặt ghế ngồi này. Nói chung là nó cũng không á. Đây có nhiều tính năng phết này, có chế độ sport này. Núm xoay này phải ấn, mình đang không hiểu là xoay kiểu gì, thì ra là ấn nó nổi lên đó. Thì các bạn, chế độ sport này, bô có vẻ gầm gừ hơn một chút. Khá là mạnh mẽ. Rồi. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.